Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Người trong cuộc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, ngành du lịch là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 trong suốt một năm qua. Rất nhiều người lao động trong lĩnh vực này đã phải chuyển đổi sang những ngành nghề khác. Vấn đề đặt ra là làm sao ngành du lịch có thể giữ chân được nguồn nhân lực vốn được xem là giá trị lớn nhất của ngành để qua cơn đại dịch. Và đây cũng chính là nội dung của chương trình Người trong cuộc ngày hôm nay. Câu chuyện về du lịch và đại dịch kéo dài suốt hơn một năm qua đã khiến cho công sức gây dựng trong nhiều năm trời của các doanh nghiệp phải đem đổ sông đổ biển. Doanh nghiệp lớn có thương hiệu lâu năm, có lượng khách hàng truyền thống, ổn định thì vẫn có thể giữ vững hoạt động với những sản phẩm mới lạ, kết hợp với những đơn vị cung cấp dịch vụ cùng khuyến mãi giảm giá. Doanh nghiệp nhỏ cũng cố gắng chuyển đổi sang khai thác thị trường nội địa nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của mình, tạo ra công việc cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó là hơn 35% số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và 95% doanh nghiệp kinh doanh mạng lữ hành quốc tế đã phải đóng cửa hoàn toàn. Và cuối cùng, người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong câu chuyện này đó chính là các nhân sự đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành. Đó có thể là các chủ doanh nghiệp, đội ngũ điều hành tour hay hướng dẫn viên du lịch. Người có thâm niên lâu năm vẫn còn niềm đam mê với nghề thì cố gắng cầm cự chờ ngày trở lại. Người mới gia nhập thì hầu như tìm cách chuyển đổi công việc khác. Là một hướng dẫn viên kỳ cựu với gần 20 năm trong nghề, nếu như trước dịch, mỗi tháng anh Nguyễn Đức Huy, trưởng phòng hướng dẫn viên của công ty du lịch Togo, có từ 2 đến 3 tour dẫn khách đi châu Âu hoặc Úc, thì trong suốt một năm qua, anh chỉ có thể giữ lửa đam mê với nghề bằng cách đi phượt để khám phá các điểm cực trong nước. Với vai trò vừa là trưởng phòng outbound, vừa là một tour leader của công ty, thì thật sự có những lúc là cái khó khăn trong nghề đó làm cho khó khăn của cái dịch đó làm cho mình nhiều khi rất là nản và suy sụp thật sự. Tại vì thật sự với cái việc làm là hết 18 năm trong ngành du lịch rồi, thì bây giờ để chuyển vào một cái ngành khác tạm thời thì đó cũng là cái khó khăn cho riêng mình, cũng như là những cái anh em đã có cái số tuổi nghề như mình đi. Và cái khó khăn là gì ạ? Là khi mình chuyển qua xin một cái công việc khác, thì với cái background hồ sơ của mình đã làm thâm niên du lịch lâu như vậy, thì các ngành khác khi họ tuyển dụng, họ cũng sẽ đặt một cái dấu hỏi rất là lớn là đào tạo những anh này thứ nhất là khó, thứ hai là khi hết dịch anh sẽ quay lại, vậy thì cái thời gian mà người ta đầu tư cho mình nó rất là khó. Và cũng như vậy thì các bạn lớn tuổi, các bạn tour leader nó có lâu năm trong nghề đó, rất là khó để hòa nhập. Nhưng cũng may các bạn này trong quá trình làm thì sao ạ, có tích lũy thêm số vốn, và cũng giống như mình sẽ cố gắng nằm để chờ hết cái dịch này để quay lại với nghề. Còn đối với những bạn trẻ mới vô nghề 3-4 năm thì mấy bạn có thể chuyển được rất là nhanh. Tại sao? Xu hướng còn tuổi còn trẻ và có thể học thêm được rất là nhiều và hòa nhập các nghề khác. Có thể thấy câu chuyện của anh Huy cũng khá phổ biến đối với nhiều hướng dẫn viên hiện nay, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế. Họ yêu nghề, họ vẫn luôn nhớ đến những niềm vui mà công việc mang đến trong những chuyến đi xa. Thế nhưng trong giai đoạn khó khăn này thì tìm kế mưu sinh vẫn là cách lựa chọn khả dĩ nhất. Và dĩ nhiên không phải tất cả đều quá bi quan, vẫn có không ít hướng dẫn viên vẫn bám trụ được với công việc của mình, bởi họ đang đầu quân cho những doanh nghiệp du lịch vẫn còn hoạt động tương đối hiệu quả trong thị trường du lịch nội địa. Thì đối với em thì em cảm thấy là đến hiện tại bây giờ em trong lòng vẫn còn giữ được cái lửa yêu nghề của em, bởi vì em nghĩ một ngày nào đó du lịch sẽ phục hồi. Theo một cái tình hình mình đánh giá khả quan nhất đó là sau 3 lần, 4 lần thì khi mà dịch quay trở lại thì đối với khách Việt Nam mình á thì du lịch là một cái gì đó gắn liền với họ. Bên đơn vị của em vẫn luôn có những cái hoạt động cho tất cả các anh chị em trong khối hướng dẫn viên, các hoạt động đào tạo vẫn diễn ra liên tục. Và thời gian vừa qua thật ra là tụi em đi tour ít lại. Tuy nhiên các hoạt động đào tạo training trong công ty, chia sẻ kiến thức nó vẫn diễn ra, và đó là một trong những cái để giữ lửa cho tất cả những anh em cho tới ngày hôm nay. Về tinh thần thì anh em vẫn đang coi như là có sự chuẩn bị tốt nhất để mong chờ sự trở lại của ngành du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 5.000 hướng dẫn viên du lịch, và chắc chắn rằng chưa bao giờ mà số lượng hướng dẫn viên phải chia tay với nghề của mình nhiều như trong suốt hơn năm qua.
Có thể nói đây là bài toán khó cho các doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay. Bởi lẽ với chu kỳ khoảng 3 tháng lại tái bùng phát một đợt dịch, khiến cho việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp quá nhiều khó khăn. Thế nên để có thể giữ cho số lượng người lao động này có thu nhập ổn định là điều không tưởng. Tuy nhiên, nếu không giữ chân được những hướng dẫn viên, điều hành có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm trong nghề này, thì đến khi du lịch trở lại hoạt động bình thường sẽ là một sự thiếu hụt khó bù đắp đối với doanh nghiệp. Và như thế, mỗi doanh nghiệp cũng phải có một cách giải khác nhau cho bài toán khó này. Về việc giữ chân người lao động thì công ty có những cái giải pháp mà tiết giảm chi phí, tăng được đồng lương nào cho người lao động thì công ty sẽ làm ngay cái việc đó. Công ty sắp xếp cho người lao động nghỉ không lương. Tuy nhiên nghỉ không lương công ty cũng phải lo cái phần mà đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, hỗ trợ cho người lao động, đồng hành cùng người lao động trong những lúc khó khăn. Thí dụ như trong những cái dịp lễ thì công ty cũng có những món quà gửi đến động viên để giữ chân người lao động. Bên cạnh đó thì công ty cũng lúc nào cũng quan tâm đến lợi ích người lao động, về phúc lợi, tổ chức khám sức khỏe, tổ chức chăm lo cho những trường hợp lao động khó khăn, tổ chức các lớp học, hỗ trợ chi phí cho người lao động tham gia các lớp học để mà đồng hành với công ty. Đại dịch xảy ra thì công ty cũng chia tay nhiều người lao động, tuy nhiên cũng có những lời hứa hẹn để người lao động quay trở về khi mà chúng ta kiểm soát được dịch tốt. Vâng, kính thưa quý vị, làm thế nào để giữ chân được nguồn nhân lực trong giai đoạn khó khăn này cũng chính là trăn trở của những người làm quản lý các doanh nghiệp du lịch. Và để tìm hiểu thêm về vấn đề này thì ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ với anh Lại Minh Duy, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch TST. Đầu tiên thì rất cảm ơn anh Duy đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa anh Duy, khi mà chúng ta nhắc đến lĩnh vực du lịch dịch vụ thì rất là nhiều người nói rằng nguồn nhân lực chính là giá trị lớn nhất mà các doanh nghiệp sở hữu. Theo quan điểm của anh thì nguồn nhân lực có vai trò quan trọng như thế nào đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, đặc biệt là mảng lữ hành ạ? Thật ra thì đối với lại một cái doanh nghiệp, nguồn nhân lực là một cái tài sản, và đặc biệt nhất là doanh nghiệp kinh doanh và cái lĩnh vực du lịch, lữ hành, thì nguồn nhân lực đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc là doanh nghiệp đó tồn tại. Bởi vì họ chính là cái bộ mặt của một thương hiệu, họ đại diện cho thương hiệu và họ duy trì, gìn giữ, phát huy tất cả những cái sản phẩm du lịch cũng như là phát huy và giữ cái mối quan hệ với lại khách hàng. Khi chính thức Việt Nam hội nhập ASEAN thì chúng tôi đã hiểu ra vấn đề và chúng tôi đầu tư cho nguồn nhân lực này rất nhiều. Bởi vì trong nhiều năm trước thì khi có những cái định hướng để hội nhập thì chúng tôi xác định rằng là các cái vị trí trong một hãng lữ hành, cụ thể như là hướng dẫn viên và điều hành tour, là hai đối tượng được xem như là có bằng cấp trong khu vực thì có thể đi làm ở nhiều nước khác nhau. Và trong bối cảnh như hiện nay, nếu mà chúng ta chờ đợi ngành du lịch trở lại hoạt động như bình thường thì đến lúc đó Phương Thảo nghĩ rằng là những cái nhân sự mà có tay nghề cao của ngành du lịch của chúng ta cũng sẽ bị mai một rất là nhiều. Như vậy thì trong giai đoạn này chúng ta cần phải làm gì để có thể giữ chân được nguồn nhân lực này thưa anh? Về bộ khung thì chúng tôi vẫn giữ đủ. Tuy nhiên họ sẽ hiểu rằng, họ hiểu rất rõ về cái hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của từng doanh nghiệp, đặc biệt nhất là bài toán thu nhập và chi tiêu, doanh số và lợi nhuận của ngành này trong thời điểm khó khăn. Thế thì khi họ hiểu và họ đồng hành cùng thương hiệu như vậy thì bài toán chi tiêu cho từng nhân sự một, đặc biệt nhất là những nhân sự quản lý, họ sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa trong cái nguồn nhân lực. Như vậy còn cái gì để họ ở lại với chúng tôi? Đó là sự đam mê của họ. Cộng với nữa là gì? Chúng ta phải đảm bảo được cái thu nhập ổn định cho họ. Bởi vì khi chúng ta nói về cái bài toán là thu nhập ổn định thì nó nằm ở cái mức chi tiêu vừa phải, chứ không thể nào thỏa mãn cái chi tiêu như là thời điểm cao, thời điểm bình thường. Vì thế họ làm được các cái bài toán liên quan đến vấn đề chi tiêu cá nhân, chi tiêu cho công việc của họ, thì họ hiểu vấn đề đó. Song song đó thì doanh nghiệp cũng phải tạo được cái nguồn lực tài chính cũng như là tích lũy từ nhiều năm. Và chúng tôi quyết định là sẽ duy trì nó như thế nào. Song song với việc đó là xây dựng chiến lược kinh doanh. Từ năm 2020, bắt đầu từ quý 2 năm 2020,
chúng tôi xoay qua là kinh doanh du lịch trong nước. Bởi vì mảng kinh doanh du lịch trong nước của chúng tôi trước kia vẫn là một cái điểm mà khá là phát triển trong tất cả những cái hoạt động kinh doanh lữ hành của chúng tôi. Thì khi dịch đến là chúng tôi phát huy nó một cách rất là mạnh mẽ, tạo nên nhiều sản phẩm mới, khuyến khích cho nhân viên của mình xây dựng một số các cái chương trình là sáng tạo ra sản phẩm, tìm kiếm cơ hội để phát huy những sản phẩm này, giới thiệu và tư vấn đến khách hàng. Thì trong giai đoạn là quý 2, quý 3 và quý 4 của năm 2020, tất cả những điều này mang đến cho họ cái hiệu quả. Và đó là cái cách để mà chúng tôi duy trì cái nguồn nhân lực. Chúng ta cũng có thể thấy rõ được là sự ổn định về nguồn nhân lực thì có vai trò rất là quan trọng trong việc ổn định kinh doanh trong cái mảng du lịch. Và sắp tới thì chúng ta có rất là nhiều những cái kế hoạch dành cho du lịch hè. Nhưng mà trong tình hình hiện nay thì kế hoạch của chúng ta có thay đổi gì hay không để phù hợp với tình hình hiện tại thưa anh? Thật ra nó thay đổi rất là nhiều. Bởi vì khi chuẩn bị kế hoạch hè là chúng tôi chuẩn bị bắt đầu từ tháng 3. Và trong kế hoạch hè hiện nay thì chúng tôi chuẩn bị 2 đến 3 kịch bản. Khi dịch đến trong thời điểm tháng 5, chúng tôi tạm dừng cái kế hoạch. Tuy nhiên vẫn liên hệ với khách hàng để duy trì. Và khách hàng họ vẫn luôn luôn đồng hành bởi vì họ có sự chuẩn bị. Thì đối với những khách hàng doanh nghiệp hiện tại, thì nếu như trong trường hợp dịch được kiểm soát, thì họ chỉ chọn 1 hay là 2 hay là 3 những cái điểm này. Và cái chi tiêu dường như nó cụ thể gần như bằng nhau. Thế thì khi chúng tôi đưa ra cái kế hoạch tài chính cho khách hàng, đây là cái thời điểm mà chúng tôi đến với khách hàng bằng một cái giải pháp tài chính. Anh có chi tiêu là bao nhiêu? Chúng tôi mở ra một cái bài toán chi tiêu cho khách hàng. Có nghĩa là mình cụ thể hóa và mình làm rõ vấn đề hơn. Còn đối với lại sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, thì chúng tôi trong năm 2020 chúng tôi khá thành công với là cái sản phẩm du lịch trải nghiệm. Thì chúng tôi mang đến để thực hiện cho năm 2021. Thì trong mùa hè này chúng tôi đưa vô cái dòng sản phẩm là du lịch trải nghiệm kết hợp với nghỉ dưỡng và có luôn sử dụng những cái món thực dưỡng ở từng địa phương. Thì kế hoạch chúng tôi đã xong. Thì dịch ổn định và được kiểm soát thì chúng tôi sẽ giới thiệu những sản phẩm này đến với khách hàng và chúng tôi triển khai. Và lượng khách hàng cá nhân của chúng tôi cũng khá đông. Thì hiện nay tất cả những điều này chúng tôi đều giữ cho khách hàng một cái sự liên hệ và chăm sóc khách hàng bằng cách là gì, ổn nơi nào và kế hoạch của chúng ta sẽ được phục hồi vào thời điểm nào thì khách hàng sẽ trở lại. Ở cuối năm ngoái thì khi mà tham gia vào hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng thì đại diện của Ngân hàng Thế giới cũng đã cho một cái dự đoán là nếu như mà tình hình dịch diễn biến tốt thì đến khoảng cuối năm 2022 thì ngành du lịch của chúng ta có thể phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn có những cái diễn biến khó lường. Thì theo anh dự đoán này có khả thi hay không ạ? Và nếu như mà tình hình còn tiếp tục như vậy thì ngành du lịch của chúng ta phải có những cái kế hoạch như thế nào để có thể cầm cự qua cơn đại dịch thưa anh? Thế thì xác định rằng là thời điểm từ đây, nếu như theo dự đoán tới năm 2022 thì chúng tôi vẫn duy trì và kiên trì để phát triển du lịch trong nước. Sản phẩm du lịch trong nước của chúng ta còn nhiều điểm lắm. Và hiện nay thì chúng ta lại không có đối thủ nhiều. Bởi vì trước kia khách hàng khi chọn một chuyến đi thì họ có cái sự phân vân là nên đi du lịch nước ngoài hay là du lịch trong nước. Với chi tiêu một chuyến đi Thái Lan 6 ngày, giá có khi 8 triệu đến 10 triệu. Thế thì chúng ta đi du lịch miền Bắc 6 ngày, 5 ngày, có khi mười mấy triệu. Nhưng ngay thời điểm hiện tại và trong năm 2020 tới giờ thì dường như khách hàng không đi du lịch nước ngoài được. Thế thì du lịch trong nước là điểm chọn lựa cuối cùng của họ. Thế thì vấn đề chính là chúng ta tạo ra những sản phẩm với những phân khúc khách hàng và làm sao chúng ta thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng. Và trong tình hình dịch của năm 20 và 21 và thậm chí kéo dài tới năm 22 thì cái xu hướng của khách hàng đi du lịch vẫn còn. Chúng tôi vẫn nhận được những cái yêu cầu của phía khách hàng về dòng sản phẩm mới. Họ vẫn tha thiết được muốn trải nghiệm và có những cái tâm sự của phía khách hàng là gì? Đây là cái thời điểm mà chúng tôi lại cảm nhận được rằng là Việt Nam đẹp. Việt Nam có nhiều điều lý thú. Thế thì đó là cái mà tạo động lực cho chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì. Và cái nguồn nhân lực của chúng tôi họ vẫn có cảm hứng. Bởi vì sao? Với họ tìm được nguồn cảm hứng từ khách hàng. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Lại Minh Duy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay, chia sẻ những tình cảm và suy nghĩ của mình. Cảm ơn anh ạ. Kính thưa quý vị khán giả, có thể thấy rằng là trong giai đoạn hiện tại, nếu có thể duy trì hoạt động đã là một nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp du lịch.
Tuy nhiên, qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy được là nếu có sự chuyển biến đúng đắn, nhất là chuyển sang phát triển mảng du lịch nội địa, thì đây rõ ràng là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp du lịch có thể trụ vững trong những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là đội ngũ nhân sự có thể tiếp tục gắn bó với nghề mà mình đã chọn lựa và đam mê. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Người Trong Cuộc cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.